Quý vị đang theo dõi chương trình Sắc màu muôn phương phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Trong khuôn khổ liên hoan âm nhạc châu Âu tại Việt Nam năm 2011, phái đoàn Wallonie Bruxelles tại Việt Nam đã giới thiệu đến công chúng chương trình song tấu Sa Bỉ, ca sĩ Melanie de Biasio và nghệ sĩ dương cầm Pascal Mohi. Cùng với sự phối hợp của nghệ sĩ Việt Nam Lê Quốc Hưng, song tấu đã đem đến cho khán giả Việt Nam những ca khúc nhạc trà trữ tình, sâu lắng mà không kém phần cháy bỏng. Đến hẹn lại lên, Liên hoan âm nhạc châu Âu 2011 đã tái ngộ khán giả Việt Nam vào tháng 11 vừa qua với một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc của các tài năng âm nhạc đến từ châu Âu. Với điểm nhấn đặc biệt là trong liên hoan năm nay sẽ có sự góp mặt đông đảo của các nghệ sĩ Việt Nam, các nhà tổ chức đã tạo nên một không gian âm nhạc đặc biệt. Sự kiện này được tổ chức bởi Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và 6 đại sứ quán thành viên EU là Phái đoàn Wallonie Bruxelles của Bỉ, Đức, Hà Lan, Pháp, Slovakia và Anh. Các đêm diễn giới thiệu âm nhạc cổ điển, pop, jazz, rock và world music, trong đó nhạc jazz giữ vai trò chủ đạo. Phái đoàn Wallonie Bruxelles là cơ quan đi đầu và là thành viên sáng lập Liên hoan âm nhạc châu Âu với tiền thân là Liên hoan nhạc jazz châu Âu. Năm nay, phái đoàn đã gửi đến Việt Nam cặp song tấu Sa Bỉ, ca sĩ Melanie de Biasio và nghệ sĩ dương cầm Pascal Mohi. Đây là hai nghệ sĩ tên tuổi trong làng nhạc Sa Bỉ, đất nước dồi dào truyền thống về thể loại âm nhạc này. Ca sĩ Melanie de Biasio sinh ngày 12 tháng 7 năm 1978 tại Charleroi, Bỉ. Cô được đào tạo về thể loại nhạc jazz cổ điển nhất, nhưng hành trình âm nhạc đã đưa cô rong ruổi đến với những thế giới âm nhạc khác như funk, reggae và groove. Tình yêu của cô đối với âm nhạc tựa như một ngọn lửa cháy bỏng. Ngọn lửa đó truyền cho cô năng lượng để sáng tác những nốt nhạc, lời ca, cảm xúc về những gì cô cảm nhận và rồi chia sẻ theo cách riêng của mình, bỏ qua mọi định kiến, trở ngại và những khoảnh khắc nghi ngờ. Ngọn lửa đó nhận được bao lời ca ngợi, đặc biệt là từ các nhà phê bình, và nó lan tỏa rộng khắp đến các thính giả nghe nó. Xin đừng ngạc nhiên nếu chỉ một tiếng thì thầm khe khẽ cũng làm run rẩy làn da, bởi một ngọn lửa đang vuốt về chính bạn. Nghệ sĩ Pascal Mohi bắt đầu sự nghiệp bằng âm nhạc cổ điển, sau đó anh chuyển sang chơi nhạc jazz từ năm 14 tuổi. Anh chơi cho nhiều câu lạc bộ và tại nhiều liên hoan âm nhạc lớn. Nghệ sĩ dương cầm này cũng từng biểu diễn cùng với ca sĩ Melanie de Biasio và xuất hiện trong đĩa CD đầu tiên của cô. Năm 2007, tại lễ trao giải thưởng nhạc jazz vàng của Bỉ, anh đã nhận giải tài năng trẻ. Đây là lần đầu tiên Melanie có mặt tại Việt Nam, đất nước mà chị chưa biết đến nhiều. Còn với Pascal, đây là lần thứ hai. Trước đó vào năm 2006, Pascal cũng được mời trình diễn cho Liên hoan âm nhạc châu Âu. Khách mời đặc biệt của họ tại Hà Nội lần này là nghệ sĩ trống Lê Quốc Hưng. Cùng một điểm chung là xuất phát từ nhạc cổ điển nhưng lại dành tình yêu cho jazz, Melanie và Pascal gặp nhau khi cùng học chung ở Học viện Nhạc jazz. Sự hòa đồng trong âm nhạc đã khiến cả hai nảy ra ý tưởng thành lập một cặp song tấu độc đáo, truyền tải tình yêu của mình với jazz đến khán giả. Mỗi tác phẩm của họ là một câu chuyện về tình yêu, cuộc sống, về những gì họ trải nghiệm và yêu thích. Cả hai đã cùng nhau chia sẻ niềm đam mê nhạc jazz hơn 10 năm nay. Ngoài song tấu với Melanie, Pascal còn có một tam tấu mang tên mình, chỉ trình diễn ra. Melanie cho biết, ngoài ra, cô cũng dành tình yêu cho nhạc blues, thể loại nhạc ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong cách jazz của cô với những giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn. Trong hai đêm trình diễn ở Việt Nam, Melanie và Pascal đã cùng trình diễn các tác phẩm của chính mình. Let live the child, innocent child, my blues, do you see me sailing, my blues, do you hear?
cạnh chương trình lên khung sẵn, hai nghệ sĩ cũng đã có những khúc ngẫu hứng cùng các nghệ sĩ Việt Nam. Pascal chia sẻ, cả hai sẽ cùng dành thời gian thăm thú một số thắng cảnh ở Việt Nam. Vì như ca sĩ Melanie đã nói, chị cảm thấy hụt hẫng nếu đến một đất nước chỉ để trình diễn. Và biết đâu, Việt Nam sẽ trở thành cảm hứng cho những sáng tác sau này của cả hai. Chiếc mũ thần chết và thiên thần chết, đó không phải là tên của những bộ phim mới, mà là tên của những loại nấm cực độc khi ăn vào có thể gây tử vong. Tuy nhiên nếu bạn chưa bao giờ nghe đến điều này, thì có lẽ đã đến lúc chúng ta theo chân một nhóm săn nấm tại xứ Wales để tìm hiểu rõ hơn. Tất nhiên ngoài hai loại nấm cực độc này thì còn có vô số những loại nấm ngon lành và bổ dưỡng khác. Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nguyên liệu được xem là vàng trong các món ăn. Nhóm người đến từ khắp mọi miền nước Anh này đã bước chân đến thung lũng Elan thuộc miền trung xứ Wales để tìm hiểu nhiều hơn về vô số những loài nấm mọc trên các sườn đồi và trong các khu rừng. Người hướng dẫn họ là chuyên gia về nấm Daniel Butler. Ông tin chắc rằng khu vực này của xứ Wales là đối thủ của Pháp và Italia về các loại nấm. Thời tiết ôn hòa và ẩm ướt, cũng như hoạt động canh tác nông nghiệp không quá phong phú tại đây, khiến ông nghĩ rằng thung lũng Elan là nơi hoàn hảo để các loại nấm phát triển. Một trong những điều tồi tệ nhất đối với sự phát triển của nấm là khu đất bị cày xới, vì nó hoàn toàn phá hủy hệ sợi của nấm. Đó là cấu trúc gốc rễ rất mong manh tồn tại dưới đất. Những điều khác thì đều tốt cả, vì chúng ta có rất nhiều đất rừng xung quanh đây. Chúng ta có khu vực rừng cây lá kim, và điều này rất tốt cho nấm phát triển. Ông Daniel đã tổ chức các kỳ nghỉ theo hình thức tìm kiếm như thế này trong suốt mùa nấm, bắt đầu từ đầu mùa xuân và kéo dài cho tới cuối mùa thu. Các du khách được học cách phân biệt hàng loạt các loại nấm độc, thường có hình chiếc ô. Chúng có thể được tìm thấy ở mọi nơi trên khắp nước Anh và mọc vô cùng nhiều tại khu vực này của xứ Wales. Loại nấm hào hạng mà người Pháp gọi là cepet, hay người Italia gọi là porcini, đó chính là những chuyên nấm mồng gà. Chúng ta cũng đã tìm thấy chúng ở xung quanh đây. Chúng ta cũng có một loại nấm tuyệt vời khác, gọi là hedgehog. Loại nấm này rất tuyệt và là một trong những món ưa thích của tôi. Chúng ta còn có nấm tán parasol và nấm sagi incap. Và điều hay ho với những loại nấm này là chúng không thể trồng được, mà chúng ta chỉ có thể hái chúng từ trong tự nhiên mà thôi. Chúng ta không thể trồng chúng trong điều kiện nhân tạo. Ông cho rằng người Anh có nỗi sợ hãi vô lý về nấm và có tư tưởng sai lầm rằng những chiếc nấm hái từ tự nhiên sẽ khiến bạn bị ngộ độc hoặc tử vong sau khi ăn. Loại nấm sặc sỡ này được gọi là nấm tán bay, fly agaric, và sẽ gây nguy hiểm khi ăn với số lượng lớn. Chúng gây ra ảo giác nhiều hơn là nhiễm độc. Sự xuất hiện của loại nấm này khiến những người đi săn nấm cảm thấy thú vị vì chúng mọc ngay cạnh loại nấm puccini thơm ngon. Phải thừa nhận rằng có một vài loại nấm cực kỳ nguy hiểm. Nếu bạn ăn nấm chiếc mũ thần chết Death Cap hoặc nấm thiên thần chết Destroying Angel, thì bạn có thể tử vong. Ở Anh có khoảng 8.000 loại nấm mà bạn có thể nhìn bằng mắt thường. Khoảng 100 loại trong số đó rất ngon, và khoảng 30 loại là độc, chỉ khoảng 5 loại là cực kỳ độc. Người ta cho rằng người Anh sợ ăn nấm tự nhiên là vì họ đánh mất sự kết nối với đất đai sớm hơn nhiều so với các láng giềng châu Âu khác. Các khu rừng tại Anh thường là tài sản cá nhân của những người giàu có và quyền lực. Họ không cho các tầng lớp thấp kém hơn cơ hội tìm kiếm thực phẩm trong tự nhiên. Sau đó thì cuộc cách mạng công nghiệp đã khiến ngày càng ít người dựa vào tự nhiên để kiếm sống. Sau khi lùng sục suốt buổi sáng, nhóm tìm kiếm đã thu thập được một lượng lớn các loại nấm và quay trở về nhà ông Daniel để nạp đầy năng lượng khi ăn ngon lành các loại nấm mà mình kiếm được.
hầu hết các loại nấm hái được ở đây sẽ có giá khoảng 25 đến 50 bảng Anh, tương đương với 39 đến 78 đô la Mỹ 1 kg. Bên cạnh trào lưu đắp mặt nạ dưỡng da siêu cao cấp được làm từ các nguyên liệu đắt tiền như vàng và trứng cá muối, các phương pháp làm đẹp truyền thống như mặt nạ trái cây, massage và châm cứu vẫn chưa khi nào lỗi mốt. Tác dụng của các phương pháp này đã được chứng minh trong nhiều thập kỷ qua. Và trên hết, với những liệu pháp không đến mức quá xa xỉ này, bạn có thể làm đẹp da toàn thân mà không làm tổn thương ví tiền. Alpha hydroxy acid AHA và glycolic acid đã được biết tới trong nhiều năm qua, nhưng nay các loại acid trái cây này còn được vinh danh trong lĩnh vực dưỡng da toàn thân. Các chuyên gia trị liệu tại khách sạn Four Seasons tại Beverly Hills cho rằng phương pháp trị liệu sử dụng glycolic acid của họ có thể nới lỏng sự liên kết giữa các tế bào, sau đó các tế bào da chết sẽ bị loại bỏ, tái tạo làn da và thúc đẩy sự sản sinh một làn da mới khỏe mạnh hơn. Chúng cũng được cho là giúp thúc đẩy sự tăng tiết collagen. Mặt nạ AHA dùng cho mặt có thể gây một số kích ứng nhẹ, nhưng khi sử dụng cho da toàn thân thì hầu như không có tác dụng phụ. Các chuyên gia trị liệu cho rằng vì glycolic acid giúp thúc đẩy sự lưu thông của làn da, tăng cường sản xuất elastin và collagen, nhờ đó làn da sẽ trở nên mềm mại hơn. Các tế bào mới sản sinh sẽ được duy trì đủ nước, giúp làm giảm sự xuất hiện các nếp nhăn. Hoàn toàn đúng đắn khi thực hiện việc tẩy da chết toàn thân. Nhiều người không thích các nguyên tố hóa học, nhưng đây chỉ là axit trái cây. Việc tẩy nhẹ bằng axit trái cây rất thông dụng và công dụng của nó đã được chứng minh trong nhiều thập kỷ. Hiện nay, việc này đã trở thành trào lưu rộng khắp và lý do là khi người ta muốn da mặt trông tươi trẻ hơn, thì vùng da cổ và ngực cũng cần phải ăn nhập theo. Nếu mặt, cổ và ngực không hòa đồng, trông sẽ rất giả tạo. Tôi vẫn luôn nói với các bệnh nhân của mình rằng, với trái cây trong nhà bếp, làn da toàn thân của bạn sẽ trở nên hài hòa và tươi trẻ đồng bộ. Don't match. There's a big disconnect. Spa chăm sóc sắc đẹp tại khách sạn Four Seasons giới thiệu phương pháp trị liệu toàn thân mang tên Customized Body Enzyme Peel. Lộ trình trị liệu kéo dài 1 tiếng đồng hồ trị giá 200 đô la này có sử dụng các loại enzyme từ trái cây, hứa hẹn sẽ tái tạo và làm mềm mượt làn da mà không cần phải trị liệu gì thêm. Các loại sữa dưỡng thể đặc chế sẽ giúp tăng tuần hoàn máu, khôi phục sự mềm mại, mượt mà của làn da. Spa này cho biết, việc áp dụng lộ trình này thường xuyên sẽ giúp giảm các nếp nhăn và chữa lành các tổn thương da do ánh nắng mặt trời. Dung dịch làm đẹp da có chứa tới 30% là các loại enzyme trái cây, từ quả bí ngô, dứa và đu đủ. Những loại enzyme này sẽ thẩm thấu vào da để có sự lột tẩy sâu nhất. Sau khi sử dụng loại sản phẩm này, bạn sẽ được quấn nóng để làn da toàn thân hấp thu các loại enzyme này. Nó gây cảm giác châm chích ở da nhưng rất dễ chịu. Cùng với các động tác massage, bạn sẽ thấy toàn thân dễ chịu, thoải mái, thư giãn. Tại Ona Med Spa ở Los Angeles, lộ trình trị liệu rất được ưa chuộng tại đây, có tên gọi Radiance, với sự kết hợp giữa châm cứu và massage. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố danh sách 20 chứng bệnh và triệu chứng có thể trị liệu một cách hiệu quả nhờ châm cứu. Kỹ thuật viên Angelica Sapulveda của ONA cho biết, hai liệu pháp này được kết hợp sử dụng để đưa cơ thể vào trạng thái thoải mái hoàn toàn, cho phép khôi phục các chức năng một cách có hiệu quả. Lợi ích của việc kết hợp châm cứu và massage nằm ở chỗ, khi cơ thể rơi vào trạng thái thư giãn hoàn toàn, nó sẽ giúp điều chỉnh các chức năng một cách toàn diện hơn. Khi cơ thể rơi vào tình trạng stress, ta sẽ không thể tiếp nhận được gì. Vì vậy, massage giúp giải tỏa căng thẳng và giúp cơ thể sẵn sàng mở ra để tiếp nhận. Radiance cũng quan tâm tới lịch sử sức khỏe tổng quát, tình trạng sức khỏe thể chất của khách hàng và tư vấn cho khách hàng lựa chọn phương pháp massage phù hợp nhất với mục tiêu mà khách hàng mong muốn. Một khi cơ thể được thư giãn, việc châm cứu sẽ bắt đầu từ đỉnh đầu cho tới bàn chân. Shiri Matthews,
một chuyên viên châm cứu tại Ona Med Spa cho biết. Châm cứu là một sự tổng hợp tuyệt vời với các kênh lạc và huyệt vị trên cơ thể sẽ được mở ra và máu sẽ lưu thông tốt hơn. Nó giải phóng các độc tố và khi kim châm được châm vào da, nó sẽ gửi đi các tín hiệu tới bộ não của bạn, giúp giải phóng serotonin và endorphin. Mọi người sẽ ngay lập tức cảm thấy dễ chịu khi trải qua liệu pháp này. Thường thì tôi chỉ được châm cứu ở lưng, nhưng hôm nay tôi được châm cứu ở mặt để giải tỏa các điểm căng thẳng và được châm cứu ở bàn chân để giải tỏa stress và sự thất vọng. Sau đó tôi được dùng các loại đá chuyên dụng tốt cho tim mạch và tiêu hóa. Lộ trình này được cho là sẽ tạo ra sự khác biệt từ bên trong, loại bỏ độc tố và các nguyên nhân khiến da bị tổn thương hoặc không đồng màu. Các kỹ thuật viên còn sử dụng đá nóng và ngọc bích được cho là tốt cho da. Ngọc bích đã được biết đến là loại ngọc làm đẹp ưa dùng của các bậc hoàng đế và hoàng hậu Trung Quốc xưa, được cho là có tác dụng tiêu sưng, tăng tuần hoàn, giảm đau, làm mát và giảm nhức đầu. Lộ trình Radiance kéo dài 2 tiếng này có giá 200 đô la Mỹ. Tọa lạc tại đại lộ Ocean Avenue chạy dọc đường bờ biển, ngang qua con phố từ các bãi biển của Thái Bình Dương tới bến cảng Santa Monica nổi tiếng, khách sạn Shaw Hotel tại bang California của nước Mỹ đang ngày càng trở nên nổi bật với phong thái thân thiện với môi trường, địa điểm đẹp và tầm nhìn tuyệt vời ra biển. Sở hữu bởi gia đình nhà Fazam, Shaw Hotel đạt tiêu chuẩn 3 của hệ thống LEED, hệ thống chuẩn hóa của Mỹ về các công trình xây dựng có chất lượng bảo vệ môi trường cao, được thiết lập vào năm 1998. Hiện khách sạn này chỉ còn cách một điểm nữa là đạt được tiêu chuẩn vàng. Để đạt được tiêu chuẩn LEED bạc, khách sạn Shaw sử dụng những nguyên liệu bền vững và có thể tái chế trong suốt quá trình xây dựng. Thậm chí nhân viên tại đây còn được khuyến khích để cùng đi chung xe hoặc đi xe đạp đi làm. Khi chúng ta đi đến một khách sạn nào đó, chúng ta sẽ thấy họ thường để những tấm thông báo trong phòng tắm rằng nếu bạn không muốn khăn tắm được mang đi giặt thì hãy vứt đó trên sàn. Chúng tôi muốn phát triển hơn thế, muốn cải tiến hơn thế. Chúng tôi muốn đặt ra một tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp khách sạn, một cấp độ mang tính quốc gia và từ đó trở thành ví dụ điển hình cho tất cả mọi khách sạn trên thế giới. Bể bơi này được trang bị hệ thống làm nóng nước, sử dụng năng lượng.